Món bánh canh Đà Lạt nóng hổi, thơm giòn sẽ khiến bạn khó quên khi thưởng thức một món ăn phù hợp với thời tiết se lạnh nơi đây. Đến với xứ sở ngàn hoa, mọi người sẽ có dịp biết đến hương vị nóng giòn của món bánh canh Đà Lạt, có thể thưởng thức ở bất cứ nơi đâu của Đà Lạt bởi nó được bán mọi nơi. Ở Đà Lạt có rất nhiều quán ăn bánh canh ngon, nổi tiếng, cứ như Đà Lạt là cái nôi của món bánh canh vậy. Nhưng thật ra, món bánh canh được những người miền Trung mang đến Đà Lạt dưới những bàn tay khéo léo chế biến theo cách riêng của người Đà Lạt thì nó dường như đã trở thành một món ăn mới vậy. Khi đặt chân đến Đà Lạt, du khách có thể thưởng thức món bánh canh thơm giòn này ở bất cứ nơi đâu đều sẽ cảm nhận được sự nét đặc biệt của bánh canh Đà Lạt và các vùng khác. Với hương vị bánh canh rất nhẹ nhàng, thanh đạm và thơm ngon lạ lùng, ẩn chứa nét tinh túy rất riêng của Đà Lạt mà không nơi nào có được. Dọc theo các con phố nhỏ trên cung đường hành trình khám phá qua thành phố xứ sở sương mù, bạn không khó để có thể tìm ra những quán bánh canh nóng hổi bởi hình ảnh chiếc lò than to có nhiều lỗ tròn trên bề mặt lò luôn nghi ngút khói thơm lừng, khiến ai đi ngang qua cũng ngừng chân nán lại. Bánh canh Đà Lạt trở nên đặc biệt khi kết hợp với nhiều loại nhân khác nhau theo khẩu vị của từng thực khách. Nhân bánh có thể là trứng cút, trứng gà ta, trứng vịt được đổ lên mặt bánh khi bột bánh đã se gần chín. Nếu không dùng trứng, thực khách có thể chọn cho mình nhân hải sản, không thì trứng cút đậu xanh đã sôi chín vàng ươm rất bùi. Bột gạo đã được xay nhuyễn từ hôm trước, được các cô chú đổ vào những khuôn tròn. Tiếp đến, những quả trứng được đập thật đều tay và đưa vào khuôn. Vàng ươm tô điểm trên nền bánh màu trắng phau. Bánh canh ở Đà Lạt là một trong món ăn hấp dẫn, không thử một lần thì quả thật lãng phí.